Công Vinh cho nữ doanh nhân 2 ngày để làm rõ hai vấn đề kèm tuyên bố sắc lệnh, chị đừng mơ nữa. Công Vinh đã livestream đáp trả lại những chia sẻ một giờ chiều của nữ doanh nhân thời gian gần đây. Tối ngày 5 tháng 9, Công Vinh phát sóng livestream đáp trả những lời tố không có bằng chứng xác thực một nữ doanh nhân. Mở đầu livestream với hơn 150.000 người xem, Công Vinh khẳng định không biết bà nữ doanh nhân này là ai. Nam cầu thủ nhắn thẳng, chị không thể nào lúc nào cũng nói mơ, chị nói phải có bằng chứng nhé. Công Vinh nói thêm, chị nên nhớ không phải chị có tiền muốn nói gì cũng được chị nói phải có chứng cứ phải nói cho đúng không phải lúc nào cũng nói mơ mơ là mơ thế nào khi nói ra ảnh hưởng đến danh dự của người khác thì phải có bằng chứng phải cho mọi người thấy được đó là đúng là một hoặc là chị phải xác nhận cái vấn đề đó chắc chắn là như vậy chứ chị nói mơ làm sao chúng tôi kiện được vấn đề mấu chốt là ở đây chúng tôi cho chị hai ngày để làm rõ hai vấn đề trên tôi là chồng không thể để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy nam cầu thủ tiếp tục chia sẻ, Vinh thách chị, chị đừng nói mơ, chị dám chơi thì dám chịu. Vinh đề nghị chị hãy chứng minh rằng vợ tôi đi từ thiện miền Trung số tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng hai số tài khoản là vu khống. Chị lên chị nói vợ tôi dùng hai số tài khoản để kêu gọi miền Trung, Nói vợ tôi dùng hai số tài khoản là vu khống. Chứng cứ tất cả vợ tôi đều ghim trên Facebook và tất cả phương tiện truyền thông đều là số tài khoản đó. Chúng tôi mà có 320 tỷ sau chuyến đi vừa rồi. Chúng tôi sai chúng tôi sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông xã Thủy Tiên cũng khẳng định, chúng tôi có nói là không sao kê đâu. Chúng tôi sẽ sao kê đầy đủ những gì trước và sau từ thiện để mọi người xem sự thật có phải là như vậy hay không. Chúng tôi cần chứng minh với những người tin tưởng. Chúng tôi không thể đánh đổi những gì gây dựng nên, chỉ vì chuyện không sao kê mà đánh mất hết. Công Vinh yêu cầu nữ doanh nhân trong hai ngày hãy làm rõ hai vấn đề mà anh nêu trên sóng livestream. Công Vinh đã lên tiếng nhằm bảo vệ bà xã trước ồn ào của dư luận ông hoàng nhạc việt đàm vĩnh hưng đăng đàn công khai binh vực thủy tiên nam ca sĩ cho biết chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều với một cô gái như thủy tiên cô ấy đã bỏ công sức thời gian sức khỏe để lao ra ngoài đó có mấy ai làm được ngay cả tôi cũng chưa làm được vì thế tôi phải bảo vệ thủy tiên ông hoàng nhạc việt cũng đồng cảm với đồng nghiệp trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng có thể trong những lúc cảm xúc dâng trào thủy tiên trao tiền ủng hộ không được đều nhưng mọi người đã tin tưởng trao tiền cho thủy tiên thì cô ấy được quyền xử lý theo quan sát của cô ấy tại hiện trường dĩ nhiên không ai xử lý toàn vẹn được chúng ta cần thông cảm thấu hiểu và nhìn sự việc từ nhiều chiều khác nhau mc trấn thành binh vực thủy tiên sau nhiều ồn ào tội em nó cũng đã mệt mỏi nhiều rồi trấn thành chia sẻ tội em nó cũng đã mệt mỏi nhiều rồi em sống phải mẹ thương mẹ đổ em đi hát kiếm tiền lại em ơi mọi người ủng hộ em nó hen Động thái này của MC chấn thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Những ngày qua, Thủy Tiên đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Nữ ca sĩ là một trong những người nổi bật đứng ra kêu gọi, quyên góp để ủng hộ cho đồng bào miền Trung với số tiền hơn 170 tỷ đồng. Ban đầu mọi người ai cũng tin tưởng, ủng hộ và ca ngợi nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau đó một số cư dân mạng đã thay đổi thái độ, liên tục bày tỏ ý kiến trái chiều. Họ lên tiếng chỉ trích bà xã Công Vinh về những vấn đề phát sinh trong quá trình làm từ thiện mặc cho cô đã công khai bản sao kê số tiền trăm tỷ, tổng số tiền kêu gọi quyên góp được hơn 177 tỷ đồng, trong đó vợ chồng cô chi 3 tỷ 690 triệu tiền cá nhân. Thế nhưng, một số cư dân mạng vẫn chưa hài lòng khi liên tục soi và chất vấn về hình ảnh những biên bản mà cô đăng tải. Khán giả đồng loạt phản đối lý do không sao kê của công vinh. Chia sẻ của công vinh về lý do không thể công khai sao kê đang khiến cộng đồng mạng có những ý kiến trái chiều. Chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với chính phủ lúc này đó là ở nhà chống dịch sau 15 trên 9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Không sao kê online vì chúng tôi là người thật việc thật. Ngay sau đó bản link sao kê online sẽ được cấp lên công khai để mọi người cùng theo dõi. Trước những chia sẻ của ông xã Thủy Tiên, khán giả đã đưa ra những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng vợ chồng Thủy Tiên không ăn chặn như những tin đồn đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Vì nữ ca sĩ đã không quản ngại xa xôi, nguy hiểm đi cứu trợ bà con vùng lũ suốt nhiều ngày dòng dã. Thậm chí, Cô chấp nhận xa chồng, xa con, phải ăn uống tạm bợ, tạm gác lại mọi công việc để kịp thời giúp đỡ những tình cảnh khốn khổ trong mùa dịch. Vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ anh chị. Nghĩ lúc em tiên dầm mưa lội nước để giúp ba con miền trung mà thương, cố gắng lên em nhé, lửa tử vàng gian nan thử sức. Đúng là bọn lắm mồm cho tiền trao quà từ thiện đúng thời điểm cũng bị chửi mà trao chậm cũng bị chửi. Đúng là miệng lưỡi thế gian khô bao giờ vừa lòng ai cả, sao không đặt tay lên chán xem mình đã làm được như người ta chưa hay đang ghen tị với người ta tôi luôn tin tưởng các em làm tốt quá nổi tiếng quá người ta ganh ghét thực ra không có các em kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cứu trợ kịp thời thì bao nhiêu gia đình phải khổ lúc đó những anh hùng bàn phim nằm ở đâu công lao của các em là trời là biển đừng ai phụ nhận điều đó tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên nói những lời cảm ơn vợ chồng em ấy hãy đứng về phía công vinh thủy tiên như vợ chồng em ấy đã từng vi dân miền trung làm tất cả cố lên các em chúng tôi tin tưởng tưởng các em tuy nhiên số đông cư dân mạng lại nhận thấy lý do công vinh đưa ra không thuyết phục và đang cố tình kéo dài thời gian. Vì điều mọi người cần chỉ là đường link sao kê toàn bộ số tiền tài khoản Thủy Tiên đã nhận để cứu trợ miền Trung trận lũ lụt chứ không nhất phải đến trực tiếp ngân hàng để livestream. Không chỉ thế, cư dân mạng còn tỏ ra bức xúc đặt câu hỏi, tại sao suốt một năm qua Thủy Tiên không đi sao kê để chứng minh bản thân trong sạch, chỉ đến khi bị bà Phương Hằng livestream gọi tên mới thông báo sẽ ra ngân hàng thực hiện sao kê. Lẽ nào những yêu cầu, thắc mắc của khán giả suốt nhiều tháng qua về số tiền 178 tỷ đồng đều không có chút trọng lượng trong mắt hai vợ anh cô. Thôi anh chị khỏi livestream làm gì, cấp sao kê lên chúng tôi tự xem. Với số tiền khổng lồ như vậy sao không sao kê rõ ràng từ năm ngoái, mà phải chờ tới tháng 9 năm nay. May chục ngàn người dân đen lên tiếng không xi si nhê. Khi bị nữ hoàng giấc mơ réo gây gắt thì mới lỏi mặt ra. Sao kê online đi, kể cả sau đóng tài khoản 2 tháng, làm luôn đi đừng câu thời gian nhé. Bảo con vợ mét cover bài bố đây ca sợ nữa xem nào có sao kê online nhưng vẫn phải đợi hết dịch mới ra banh sao kê, đúng là còn thở là còn gỡ. Nhìn chung, khán giả cảm thấy không thỏa đáng về những chia sẻ của công vinh về lý do chưa đi sao kê tiền từ thiện. Có lẽ, điều khán giả cần nhất bây giờ là linh sao kê đầy đủ, nhanh chóng chứ không phải những thủ tục dườm giả tại ngân hàng. Công vinh, chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ công dân là ở nhà chống dịch. Sau khi liên tục nhận được yêu cầu sao kê số tiền đã cứu trợ miền Trung, công vinh chính thức lên tiếng phản hồi, vấp phải không ít chỉ trích từ cư dân mạng. Vào chiều ngày 4 tháng 9, trên Facebook cá nhân, ông xã Thủy Tiên đã lên tiếng chia sẻ lý do không sao kê online và đưa ra hình ảnh chứng minh số tiền 42 tỷ đã được sử dụng đúng nơi đúng chỗ, không hề bỏ túi riêng như một số cư dân mạng đồn đoán. Chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với chính phủ lúc này đó là ở nhà chống dịch. Sau 15 trên 9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Không sao kê online vì chúng tôi là người thật việc thật. Ngay sau đó bản link sao kê online sẽ được cấp lên công khai để mọi người cùng theo dõi. Đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ, mọi người muốn phán xét hay muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn thì cũng chưa muộn mà đúng không? Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội. Chúc mọi người bình an vượt qua đại dịch nhanh chóng. Công Vinh nhấn mạnh rằng anh và Thủy Tiên đang phải giãn cách xã hội nên chưa thể đi sao kê tại ngân hàng. Cựu cầu thủ còn khẳng định khi thành phố Hồ Chí Minh bớt giãn cách, hai vợ chồng anh sẽ ra ngân hàng livestream trực tiếp để mọi người theo dõi quá trình sao kê, để mọi tin về việc ăn chặn được xóa bỏ. Về lý do không sao kê online, Công Vinh cho biết, anh muốn người thật việc thật và chỉ đưa link sao kê online sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở ngân hàng. Bên cạnh đó, Công Vinh còn tung bằng chứng để khẳng định đã sử dụng số tiền 49 tỷ một cách chính đáng, hiệu quả. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé